Chào toàn thể các quý tài và đặc biệt là rất xin chào các quý tài đam mê dòng hổ vồ. Thì video hôm nay chắc hẳn là rất phù hợp với các bác đam mê dòng ben, đặc biệt là dòng hổ vồ siêu chắc. Thì hôm nay em sẽ lên luôn hai mẫu hiện tại đang có của dòng ben hai cầu thuộc hổ vồ siêu chắc mà TMT đang phân phối tại Việt Nam. Đó là mẫu ở bên phải đây là mẫu 6,5 tấn, chính xác là 6,45 tấn, hai cầu và một cầu. Còn ở bên trái thì là mẫu 8,45 tấn. Mẫu này thì chỉ có hai cầu thôi các quý tài nhé. Ngoài ra thì còn rất nhiều các mẫu một cầu khác thì em ở đây nhân tiện có hai con thì em xin lấy luôn, mặc dù chiếc này là một cầu thôi. Còn hai cầu thì bên kia là em đang có chiếc hai cầu kia rồi. Em chỉ đến đây để làm mẫu thôi. Thì bác tài chắc chắn là sẽ quan tâm đến cái mẫu 8,45 tấn hai cầu dòng này trước tiên đúng không ạ? Em thấy rất nhiều bác hỏi em cái mẫu này, chỉ có điều băn khoăn về giá tiền thôi. Thì giá tiền của chiếc xe này là đang ở 845 triệu, giá niêm yết giảm trực tiếp cho các quý tài 35 triệu ở thời điểm hiện tại. Từ nhà máy còn 810 triệu quý tài nhé, 810 triệu. Và 810 triệu này thì còn được hỗ trợ thêm, đó là 280 triệu là có thể lấy được xe rồi quý tài nhé, 280 triệu là có thể lấy được xe rồi, chúng ta hoàn toàn có thể dinh một chiếc 845 về nhà rồi. Còn một số bác vùng cao thì là có thể lên tới là tổng khoảng 330 triệu. Đây là những bộ thực tế mà em đã làm, đặc biệt là các bác ở Hòa Bình là giờ tổng khoảng 330 triệu. Thì cầu hố trước của chiếc xe này thì là cầu 6 tấn, nhưng mà nhìn sơ qua thì có vẻ là cái cầu này thì không phải là cầu 6 tấn. Đấy là theo kinh nghiệm của một số bác tài đánh giá về cầu của chiếc hổ vồ này. Và háng của dòng hổ vồ thì rất là thoáng đây, háng của dòng hổ vồ rất là thoáng. Lượng lá nhíp được phân bố ở trên cấu trước thì là 9 lá nhíp nhé. 9 lá nhíp mỗi lá sẽ dày là 13mm, như em nói rất là nhiều trên chiếc xe này rồi. Thì xe được trang bị sẵn là còi hơi, còi điện cũng như là dàn điều hòa thì cũng là chưa được lắp sẵn nhưng mà được trang bị treo sẵn rồi, quý tài ạ. Trang bị treo sẵn rồi. Còn lốp ở phía cầu trước và cầu sau thì đều được sử dụng cùng một cỡ lốp 1100 mâm 20 với ụ cầu. Cái này thì nó làm đầu mây ơi nhá, nó gọi là mây ơi. Cái phần này gọi là mây bánh xe. Thì cái mây ơi này có đường kính là 30mm này, 30. Tức là 30 em xin lỗi 30 cm, đường kính của nó là 30 cm. Còn các bác hay cứ gọi là đường kính cầu trước. Thì cầu trước thì là cái cầu kia nhá, cái cầu ấy kìa. Còn đây là mây ơi bánh xe. Thì chiếc xe này được trang bị sẵn là cái thùng rất là to. Thùng này thùng 6 khối 9 nhá. 6 khối 9 xấp xỉ 7 khối đã, dài lên tới là 4m04 và cao của thùng này là cao là 760. Nó nếu mà tính ra chúng ta hoàn toàn có thể cơi thêm nữa. Cơi này thì cơi lên được tổng khoảng là 3-4 khối nữa. Và tổng có thể cơi là 9-10 khối ạ. Còn con máy được tích hợp trên xe này là con máy điện 4 máy với tiêu chuẩn là Euro 4 cho công suất là 160 mã. 160 mã con máy này thì hiện tại là không thua cái dòng máy nào trên xe nhá. Ở trên hiện tại là ở trên thị trường hiện tại là đang có con một máy 165 của Trường Giang. Thì con máy đấy thì em cũng chưa được chiêm ngưỡng thực tế cũng như chưa được nổ thử nên là em cũng không biết nó như thế nào, nhưng đấy là theo thông số kỹ thuật của hãng thì là có con máy đấy của Trường Giang đang lớn hơn con hổ vồ này. Máy bánh xe sau thì vẫn là 30 nhá, 30 nhưng mà có cái màu nó hơi xám xám này, xám xi măng hơi khác một tí, có rõ logo của GHTC này, tức là cầu của hổ vồ đấy ạ, cầu hổ vồ siêu chắc. Về phân bố lá nhíp sau thì lá nhíp sau là 20 lá nhíp, còn cầu sau là cầu 16 tấn. Cầu 16 tấn của quý tài ạ. Cầu 16 tấn ở trên chiếc hổ vồ toàn 45. Còn chassis thì lục lại chassis là 805. 805 chassis như chúng ta thấy thì có thể nói là cái phần chassis ở ngoài khá là dày. Đây dạng đúng không ạ? Đây đây dạng 8mm này. 8mm rất là dày. Thì nói thật là dòng hổ vồ về cái cầu, máy cũng như là chassis thì không thua một cái dòng nào rồi. Còn độ bền thì nó chỉ thua mỗi cửu long ở cái phần chassis thôi. Chassis đó cửu long thì nó vẫn là có một chất riêng gì đấy. Và máy thì rất là bền bỉ. Thì chúng ta chuyển sang chiếc 6,5 tấn này, cầu sau là cầu 8 tấn nhá. Cầu 8 tấn, còn
Cầu sau là cầu Tám Tấn này. Em sẽ quay đằng trước cho quý bác tài nhìn rõ hơn, bởi nó sáng mà. Đây, về phần lá nhíp thì lá nhíp tổng vẫn là 20 lá nhíp. Mỗi tội là cái lá nhíp này thì nó chỉ dày cơ bản là tầm khoảng 8mm thôi, 8mm thôi. Tổng vẫn là 20 lá nhíp. Chúng ta hoàn toàn có thể độ thêm một lá nhíp như chúng ta thấy ở đây, thì là đây. Ở đây có cái khe này. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể độ thêm nhá. Cái cả dưới nữa, ở dưới là có thể độ thêm một lá nhíp nữa. Nhưng mà nếu mà nói thật là các quý bác tài nếu mà trở lên tầm khoảng 10 tấn thì chúng ta không nên độ, cứ để lá nhân zin chạy cũng được, vì độ lên thì khá là nó rung xe với là sóc. Con thùng của chiếc xe này thì là thùng là 5,3, thùng 5,3 so với người anh của nó là 6,9, thùng 5,3 dài là 3,5 m, còn cái này thì nó có đường kính là 160 thì phải, quý tài ạ. Không, con này là 140. Nó gọi là nâng thể lực. Cái này em cũng không biết là gọi theo ngôn ngữ chuyên ngành là gì, nhưng mà các quý bác tài thì cứ gọi là cầu nâng của con này đường kính là 140 nhá. Gọi là tiben chữ A, còn theo chuyên ngành thì ở bên hãng thì gọi là tiben chữ A. Em gọi như thế để cho các quý bác tài dễ hình dung. Đây là bộ sassi của nó. Con này em chưa kịp rửa. Nó mới về từ nhà máy nên em chưa kịp rửa, đi đường khá là bẩn, quý tài ạ. Đi đường khá là bẩn nên là không thể tránh khỏi những cái bẩn nước này rồi. Đây là hai bồ hơi của em nó, thì nó, kể cả con hổ vồ 845 cũng như con 6845 này thì là về phần sassi đều được trang bị sẵn là sơn đen tĩnh điện, sơn đen tĩnh điện một lớp nhá, để tránh han rỉ cho xe. Còn những cái con ốc này chúng ta nhìn có thể nhìn thấy, nhưng con ốc này được nói chung là nó được hoàn thiện rất là tỉ mỉ, cũng như trau chuốt đến từ nhà sản xuất thì thoải mái nhá, thoải mái không phải lo về chất lượng của xe đâu ạ. Đây là bộ máy của xe, bộ máy này vẫn là bộ máy 4 máy. Nhưng có điều là máy này máy hơi nhỏ, máy chỉ là máy 116 thôi, cho vòng tua là 3.200 vòng phút. Nếu mà nó so với người anh nó thì con máy này khá là bé, mà so với cái dòng 6 tấn 45 thì là con máy này rất là ok ở tầm phân khúc này, thùng to, máy to, lốp to. À, nhân tiện nói lốp thì lốp của chưa chắc 6 tấn 45 thì lốp là 9825-20. 825-20 nhá, mâm 20 thì chúng ta hoàn toàn có thể lên là mâm nữa, là lên một cái lớp cỡ lốp nữa là cỡ lốp 900. Cỡ lốp 900, còn cầu trước thì là cầu 4,5 tấn. Cầu trước là cầu 4,5 tấn nhá. Và đây cũng chính là hai màu của chiếc xe hổ vồ luôn. Để chúng ta hoàn toàn có thể đặt, thường thường là các tài là sẽ ưng cái màu này hơn này, nên là khi mà nhìn sơ qua thì bây giờ đang về rất nhiều chiếc xe của các quý tài đang đặt. Đây là chiếc hai cầu nhá. Hai cầu, cầu trước là cầu 4,5 tấn, lá nhíp trước cũng là lá nhíp 9 lá dài 8mm. Và đặc trưng của dòng hồ đó là gầm cao máy thoáng này. Gầm cao, gầm rất là cao, máy cũng rất là thoáng. Chúng ta có thể thấy rất là rõ đúng không ạ? Thì chiếc xe này đang có giá 520 triệu đối với bản 1 cầu và 540 triệu đối với bản 2 cầu. Giá trên là em trừ khuyến mại rồi. Giá trên trừ khuyến mại là 25 triệu đấy ạ. 540 triệu cho chiếc 2 cầu, con này là đời 2021 nhá. Con này đang thành lý đời 2021, nhưng mà nó thật là nước sơn của con này rất là ok này. Rất là ok luôn các bác tài nhá. Cái nước sơn còn rất là ngon luôn, không bị rỉ sét hay là mục mẹo gì luôn, từ đời 2021 đến bây giờ là gọi là 2 năm đấy. 2 năm nên là chiếc xe này vẫn giữ được cái chất ben của nó. Còn cái này thì tùy, mặc dù từ 2021 thì còn tùy xe nhá. Từ đời xe em chọn ở trên này thì xe về từ nhà máy và rất là ngon rồi. Còn xe thì ở một số đại lý thì các quý bác tài sẽ không được lựa chọn, có xe nào thì lấy xe đấy thôi. Đấy là cái ưu điểm của bên em, đó là được lấy xe từ nhà máy. Còn mọi cái ở đại lý thì là đại lý tự bảo hành, tự bảo quản. Đấy, bác tài nào cứ phải thăm gần xong rồi lấy đại lý, rồi cuối cùng là xe nó bị hỏng không được bảo hành thì cái đấy bên em không chịu trách nhiệm nhá. Có nhiều bác tài cứ điện xuống bên em rồi bảo xe bị hỏng này hỏng kia được bảo hành không, thì em cũng không hiểu tại sao là các quý tài là không có hẳn số bảo dưỡng ở trên đấy, số bảo dưỡng của đại lý các quý tài mua. Nên là các quý tài cứ cần đặt xe cứ gọi cho em 0383368978 rất là ok thôi. Thì nói thật thì em cũng không nói nhiều, nói thật thì con này thì hổ vồ rồi, hổ vồ thì đương nhiên là kính cái tay này là cái căn bản nhất là của dòng hổ vồ rồi. Ngoài ra kính cái tay ra thì chiếc xe còn không có khóa điện luôn, không có khóa điện. Ở đây cũng gọi là một cái nhược điểm nhỏ của xe thôi, không nói là lớn được, bởi vì ben thì các quý tài là hay quan tâm đến nội thất những cái tiện nghi này, cầu này, ben này, máy này,
chứ mấy cái nhỏ nhỏ ấy thì quan tâm làm gì. Đây là tổng quan về cái bộ nội thất của em nó. Màn hình giải trí trung tâm thì hai con đều giống nhau, nó đều như này. Đó, nó đều giống nhau hết. Đây là màn hình của Vô, không nhầm vào đâu được. Vô lăng cũng của Vô. Màn hình giải trí trung tâm thiết kế theo kiểu Vô luôn. Đây, cầu rùa, cầu thỏ thì ở trên hai con đều có nhá. Tầng rùa, tầng thỏ, đấy, chúng ta chuyển trên này. Còn cửu long là chúng ta sẽ gạt ở cái cần này. Ở đây có lên ben xuống ben cũng ở đây luôn. Còi hơi, còi điện này. Và lưu ý là chiếc xe, hai chiếc xe đều chưa có sẵn điều hòa. Chúng ta phải lắp thêm điều hòa vào thì mới sử dụng được điều hòa. Còn ở đây cũng vẫn là chỉ là đúng quay gọi là để hởi thôi. Và gió này, rất là ok luôn. Mà chrome thì vẫn là nguyên zin, nguyên tem. Vừa em vừa mới bóc xong, vừa bóc dưới bóng ra để cho người ta nhìn rõ đấy ạ. Ghế thì là ba ghế ngồi, còn trên chiếc kia thì là thêm một cái giường nằm nữa. Chiếc 845 thì là cabin kép có giường nằm nữa. Và ở số thì là ở trên con này thì là 5 số tiến một số lùi, còn trên con kia thì là 6 số tiến một số lùi. Và em xin báo giá lại tổng quan nhá. Tắt máy xuống xe để báo giá cho quý vị tài luôn. Thì chiếc hổ vồ này đang có giá là 520 triệu cho bản một cầu, 540 triệu cho bản hai cầu, phiên bản tải trọng 6 tấn 45. 6 tấn 45 quý tài nhá. Còn chiếc 8 tấn 45 này thì đang có giá là 810 triệu, trả góp là 35 triệu là lấy xe rồi. Em này thì là trả góp là khoảng từ 180 đến 201 nhá. Tùy từng khu vực. Ví dụ khu vực xa quá thì tầm khoảng cũng phải khoảng 201 đấy ạ. Còn khu vực gần ví dụ như Hà Nội thì là có thể hỗ trợ lên tới là 180 lấy xe rồi. Đấy, và bác nào cần tư vấn chuyên sâu thì cứ gọi cho em nhé, 0383368978, em Hoàng của nhà máy TMT Cửu Long. Và cuối cùng thì mời các bác chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của hai chiếc xe này, hai dòng hồ vồ. Và kính chào toàn thể quý khán tài, xin hẹn gặp lại tất cả quý khán tài trong video tối mai, tối ngày chủ nhật.